cái container này thì chúng tôi cũng trang bị tất cả đầy đủ tất cả các cái trang thiết bị y tế ở trong container, và cán bộ y tế khám trực tiếp ở container thì cũng được trang bị các cái phương tiện bảo hộ cũng rất là đầy đủ. Ở bên cạnh đó thì là những cái người bệnh mà khi cần thiết thì chúng tôi tổ chức xét nghiệm cũng như là chụp X-quang ở ngay tại chỗ ở trong container này. Ngay từ khi mà khởi phát dịch từ Vũ Hán thì chúng tôi đã theo chỉ đạo của Bộ Y tế đã tổ chức một loạt các cái giải pháp phòng chống theo các cái chỉ đạo của Bộ Y tế, và mỗi một ngày thì trung bình cả ba cơ sở của bệnh viện ca thì khám bệnh cho khoảng hơn 2.000 lượt người bệnh, rất đông, và tất cả người bệnh, người nhà người bệnh ra vào bệnh viện thì cũng đều được đo thân nhiệt, được rửa tay, được điều tra về cái yếu tố dịch tễ cho người bệnh để người ta có thể yên tâm công tác, yên tâm tới khám và điều trị tại bệnh viện ca. Những trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là những trường hợp có yếu tố về dịch tễ thì sẽ đưa ra ngay ra phòng cách ly để khám và tiếp tục khai thác kỹ hơn về các cái yếu tố dịch tễ của người bệnh và người nhà người bệnh. Cần thiết nghi ngờ nữa thì sẽ xét nghiệm và chụp X-quang cho cách ly tạm thời và có thể vận chuyển đến các cái cơ sở y tế được Bộ Y tế phân công điều trị những cái bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Trung Quốc công bố tháng 3 năm 2020 thì là những bệnh nhân ung thư thì có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn những người bình thường khác, đặc biệt là về ung thư phổi. Khi đã có tổn thương phổi và nhiễm thêm cái SARS-CoV-2 này thì cái nguy cơ dẫn đến những cái diễn biến lâm sàng nặng thì cũng cao hơn là những cái người bình thường mà nhiễm SARS-CoV-2. Cũng ở bên cạnh đó thì là những cái bệnh nhân về ung thư, đặc biệt ung thư phổi thì có dùng những cái hóa trị thì cũng làm một số thì cũng có làm giảm bạch cầu, giảm cái khả năng miễn dịch, cho nên là chính vì vậy là cái nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 nó cũng sẽ cao hơn và diễn biến có thể là nặng hơn. Tuy nhiên thì đối với những bệnh nhân mà đang điều trị ở tại bệnh viện ca của chúng tôi, khi có những triệu chứng ho sốt thì đương nhiên vì là người ta đã bị ung thư rồi, thì chúng tôi có điều tra thêm những yếu tố dịch tễ. Nếu như không có nghi ngờ về những yếu tố dịch tễ này thì người bệnh vẫn hoàn toàn yên tâm tin tưởng tiếp tục điều trị ở tại bệnh viện.